Mới đây thì Xiaomi vừa giới thiệu hai mẫu smartwatch giá rẻ mới nhất, đó chính là Redmi Watch 5 Lite và Redmi Watch 5 Active. Và nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy nó không có quá nhiều sự khác biệt đúng không? Nhưng mà bên trong thì hơi khác nha, và nó cũng sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau luôn. Và bây giờ hãy cùng xem hết video này để xem coi là bạn hợp với lại chiếc Redmi Watch nào nha. Và hiện tại thì cả hai phiên bản Redmi Watch 5 Lite và Redmi Watch 5 Active đã có trên website của Thế Giới Di Động. Mọi người có thể click vào đường link bên dưới phần mô tả để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nha. Đầu tiên nhìn vào thiết kế chắc chắn là thấy khá là giống nhau rồi. Nhưng mà nếu như mọi người nhìn kỹ thì mọi người sẽ thấy là cái phần khung viền của bản Lite nó sẽ là khung nhựa bóng, còn phiên bản Active thì nó sẽ là khung nhám mờ nha. Và theo như Linh cảm thấy thì Linh thấy là bản Lite nó sẽ sang trọng và hiện đại hơn, còn bản Active thì nó sẽ hợp với gu người nào mà thích sự năng động, tối giản và nó cũng thể thao hơn nữa. Và cả hai chiếc đồng hồ đều sẽ có thiết kế là mặt vuông với phần dây silicone TPU nha. Cái dây này thì Linh thấy là nó khá là mềm mại và khi đeo thì cũng cảm giác rất là thoáng khí, cũng không có bị hằn tay. Và mặt đồng hồ mọi người thấy là nó sẽ hơi dày đúng không, nhưng mà thực tế khi mà đeo Linh cảm giác nó rất là nhẹ, mặc dù mình đi ngủ mình đeo mình cũng không có cảm giác nó quá là nặng tay, mặc dù nó hơi cứng một chút xíu. Và khi mà chạm vào những cái chi tiết cũng như là các khớp nối thì Linh thấy là độ hoàn thiện của cả hai chiếc đồng hồ này đều khá là cao. Tuy nhiên nó sẽ có một cảm giác rất là khác nhau khi người chạm vào hai chiếc đồng hồ này luôn. Bản Lite thì nó sẽ cảm giác êm tay hơn, còn bản Active thì nó sẽ hơi sắc một chút xíu, nó hơi đanh tay một chút xíu. Bởi vì nhìn thiết kế thì cũng thấy là cái phiên bản này nhìn nó nam tính, nó mạnh mẽ hơn rồi đúng không? Và bản Lite thì sẽ có hai màu là màu đen và màu kem giống như Linh đang cầm, còn bản Active thì sẽ là màu đen và một màu là màu xám bạc nha. Về màn hình thì phiên bản Lite sẽ là màn hình AMOLED 1.96 inch, còn phiên bản Active sẽ là màn hình LCD 2 inch. Điểm cộng của hai chiếc đồng hồ này khi mà thao tác là màn hình rất là to, cho nên chúng ta có thể dễ dàng chạm lướt, đặc biệt là những bạn nào mà tay to thì vẫn có thể yên tâm là thoải mái thao tác. Và phần chữ cũng như là những cái icon trên cái đồng hồ này nó cũng khá là dễ nhìn nữa. Tuy nhiên bởi vì chữ to cho nên là nó xảy ra trường hợp là phần chữ nó bị xuống hàng, nó bị tách chữ á mọi người, thì thi thoảng nó mới gặp cái trường hợp này thôi, chứ không phải là tất cả các ứng dụng đều bị như vậy nha. Ngoài ra thì Linh thấy là cái độ sáng màn hình khi mà sử dụng ở ngoài trời, phiên bản Lite nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, bởi vì cơ bản nó là tấm nền AMOLED thì tất nhiên về độ sâu cũng như là độ chi tiết và độ rực rỡ thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn phiên bản Active rồi. Một điểm cộng ở bản Lite nữa đó chính là phiên bản này có All-Weather Display và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được bố cục, vị trí và những cái tính năng hiển thị trên All-Weather Display ngay trên đồng hồ luôn nha. Và tất nhiên đã là Redmi Watch thì sẽ có rất là nhiều mặt đồng hồ khác nhau để mọi người lựa chọn. Và một điểm mình thấy khá là giống với là Apple Watch mà có trên Redmi Watch 5 lần này, đó chính là phiên bản này có thể tùy biến được màu sắc của từng mặt đồng hồ. Ví dụ như phiên bản Linh đang cầm nó đang có màu xanh, nhưng khi mình điều chỉnh mình có thể chỉnh nó cũng là mặt đồng hồ này nhưng mà màu cam hoặc là màu vàng, nó giống như là Apple Watch luôn nha. Và đây là một điểm mình nghĩ là cũng khá là thú vị cho những bạn nào mà thích tùy biến mặt đồng hồ. Và khi mà vào bên trong thì chúng ta sẽ có bốn mặt đồng hồ này mọi người có thể tùy biến thông qua app Mi Fitness để đưa những cái tính năng mà chúng ta thường sử dụng nhất đem lên trên để mà chúng ta tiết kiệm được cái thời gian thao tác hơn ha. Ở bên cạnh bên phải chúng ta sẽ có một cái nút vật lý, cái nút này bấm vào thì chúng ta sẽ vào thanh menu. Và khi mà ở giao diện chính mọi người kéo xuống thì nó sẽ là thanh thông báo tất cả những thông báo về cuộc gọi hay là những cái ứng dụng bên thứ ba. Còn khi mọi người kéo lên thì sẽ là những cái thanh tiện ích nhanh, chẳng hạn như là đèn pin, chế độ ban đêm, chế độ không làm phiền, hay là những cái tính năng như là làm ráo nước, tìm đồng hồ chẳng hạn. Nhìn chung thì Linh thấy là nói về thiết kế và màn hình đi ha, thì phiên bản Lite sẽ rất là hợp đối với những bạn nào mà thích cái gu sang chảnh hiện đại và cũng đang tìm một chiếc đồng hồ mà kiểu đi làm, đi học, đi chơi đều được á. Còn phiên bản Active thì nó sẽ hợp với những bạn nam hơn. Cá nhân Linh cảm giác là như vậy, bởi vì cái mặt đồng hồ khá là to và nhìn nó cũng sẽ sporty, nó năng động, nó cá tính hơn nữa nha.
Nói về khả năng kết nối thì cả hai chiếc đồng hồ này đều sẽ có thể kết nối và điều khiển thông qua app Mi Fitness trên cả hai hệ điều hành là iOS và Android. Phiên bản Lite thì sẽ dùng Bluetooth 5.3, còn phiên bản Active là Bluetooth 5.2. Đây đều là những cái hệ Bluetooth mới cho nên nó sẽ có khả năng kết nối nhanh chóng, tốc độ phản hồi cũng nhanh và hạn chế được tình trạng delay. Và phạm vi kết nối tối đa tốt nhất có thể là trong khoảng tầm 10m nha. Đối với lại phiên bản Active thì khi mình dùng điện thoại Android hay iPhone đều có thể nghe gọi, nhận được tin nhắn mặc định, nhưng sẽ không nhận được cuộc gọi từ ứng dụng bên thứ ba mà chỉ nhận được thông báo nhỏ thôi. Tin nhắn từ ứng dụng bên thứ ba thì cả hai hệ điều hành Android, iPhone sẽ hiển thị được. Đối với tin nhắn icon thì sẽ có cái hiện được và cái không hiện được nha. Còn phiên bản Lite thì khi mình dùng điện thoại Android có thể nghe gọi và nhận được tin nhắn mặc định, có thể trả lời tin nhắn nhanh khi mà không bắt máy được luôn. Còn iPhone thì chỉ nhận được cuộc gọi thôi chứ không nhận được tin nhắn mặc định nha. Về cuộc gọi ứng dụng bên thứ ba thì cả hai hệ điều hành đều không thể trả lời trực tiếp. Tuy nhiên điện thoại Android sẽ nhận được thông báo nhỏ, còn iPhone thì không nhận được. Tin nhắn từ ứng dụng bên thứ ba cũng vậy, cả hai hệ điều hành đều sẽ gặp trường hợp là lúc nhận được và lúc không nhận được. Riêng iPhone thì mình đang dùng phiên bản iOS 18 là phiên bản mới nhất nên có thể là phần mềm vẫn chưa tối ưu tốt lắm cho hệ điều hành iOS mới này. Cá nhân mình thấy nhìn chung phần mềm vẫn còn lỗi một chút nên đôi lúc điện thoại Android, kể cả mình dùng điện thoại Redmi luôn, thì vẫn xảy ra lỗi không nhận được thông báo nha. Bên cạnh khả năng nhận thông báo từ tin nhắn, cuộc gọi thì chúng ta cũng có thể điều khiển phát nhạc trực tiếp trên đồng hồ khi đang xem YouTube hay là Spotify. Nói về chỉ số đo sức khỏe thì cả hai đều được trang bị những chỉ số cơ bản như là giấc ngủ, SpO2, căng thẳng, chu kỳ kinh nguyệt, vân vân. Và khi Linh test trực tiếp thì khi test nồng độ SpO2, kết quả của cả hai phiên bản này nó cho ra khá là tương đồng nhau, nhưng mà nó cũng sẽ có sự chênh lệch một chút xíu so với kết quả thực tế khi mà Linh đo cùng với một thiết bị chuyên dụng. Riêng với cá nhân Linh trải nghiệm thì Linh cảm giác là phiên bản Active nó sẽ cho cái chỉ số gần với kết quả thực tế hơn là phiên bản Lite một chút xíu. Còn nói về chỉ số giấc ngủ thì Linh thấy cả hai đều đưa ra những cái chỉ số phân tích khá là chi tiết, cả về giấc ngủ sâu, nông, REM cũng như là số lần mình thức luôn nha mọi người. Đồng thời từ đó nó cũng sẽ chấm điểm nè và đưa ra lời khuyên cho mình nên cải thiện giấc ngủ của mình như thế nào. Và khi mà mời người test 7 đêm liền thì chúng ta sẽ cho được một kết quả là mình thuộc nhóm ngủ giống như một loài động vật nào. Cái tính năng này thì Linh cũng đã nói là nó khá là giống với lại Samsung Galaxy Watch rồi. Còn đối với tính năng đo chu kỳ kinh nguyệt thì Linh thấy nó cũng theo dõi khá là sát sao những cái triệu chứng của mình. Nó cũng sẽ ghi chú lại để mà dự đoán tiếp theo là cái chu kỳ tiếp theo mình sẽ có những cái triệu chứng như thế nào. Đồng thời thì nó cũng đưa ra những cái dự đoán về chu kỳ ngày kinh, mình thấy là cũng khá là chính xác mà chị em có thể tham khảo được nha. Còn nói về chế độ tập luyện thì phiên bản Active sẽ có hơn 140 chế độ tập luyện, còn phiên bản Lite thì nó sẽ được nâng cấp một chút xíu là hơn 150 chế độ tập luyện khác nhau, có kèm thêm một số bài tập gym, cho nên phiên bản Lite Linh nghĩ là nó sẽ khá là hợp đối với những bạn nào mà gymmer hay đi tập trong phòng tập nha mọi người. Và đồng thời phiên bản Lite cũng sẽ được tích hợp 5 hệ thống định vị GNSS, tức là nó có GPS độc lập, cho nên khi mọi người test những cái bài giống như là đi bộ hoặc là đạp xe ngoài trời thì nó sẽ hiển thị ra được cái bản đồ ngay trên đồng hồ luôn. Còn phiên bản Active thì sẽ không có làm được điều này ha. Thực tế khi mình test á thì đầu tiên mình sẽ test về cái khả năng đếm bước chân. Hai chiếc đồng hồ này đều sẽ không gặp tình trạng đếm bước chân ảo. Tuy nhiên kết quả thì Linh vẫn cảm giác là phiên bản Active nó cho kết quả nó sát với lại cái kết quả thực tế nhất. Ví dụ như mình đi tầm 100 bước thì Active nó sẽ cho tầm cỡ là 98. Còn phiên bản Lite thì nó sẽ nhỉnh hơn, nó thấp hơn một chút xíu là tầm cỡ 95 chẳng hạn. Đó, nó sẽ chênh lệch hơn một chút xíu so với lại phiên bản Active. Còn đối với lại việc nhảy dây thì gần như là phiên bản Active cho kết quả đúng như 99% luôn. Mình nhảy 100 cái là sẽ hiển thị đúng 100 cái. Còn phiên bản Lite thì nó cũng sẽ hơi nhích một chút xíu, nó hơi lệch một chút xíu nha. Riêng phiên bản Lite mình đã ngắt Bluetooth với điện thoại và sử dụng đồng hồ độc lập để đạp xe, check khả năng định vị GPS thì khả năng định vị khá là chính xác. Mình đã đi nhầm đường và phải quay đầu xe lại thì đồng hồ vẫn ghi lại chính xác chặng đường đó của mình. Đồng thời nó cũng phân tích khá là kỹ sự thay đổi về vận tốc khi mình đi từ 5km đến 10km, nhịp tim, calo v.v.
Và thời gian sử dụng là cái mình nghĩ là mọi người cũng khá là quan tâm ở Redmi Watch 5 series lần này. Cả hai chiếc đồng hồ đều sẽ có thể sử dụng lên đến 18 ngày khi mà không dùng All Weather Display. Còn khi mà có kết hợp All Weather Display cũng như là test một vài những chỉ số về sức khỏe hay tập luyện, cả hai chiếc đồng hồ này đều sẽ có thể sử dụng được khoảng tầm 12 ngày đổ lại, có thể là ít hơn nếu như mọi người bật GPS định vị liên tục hoặc là bật theo dõi những cái chỉ số tập luyện liên tục nha. Nhưng mà khi mà trải nghiệm thì Linh thấy là cái thời gian sạc nó cũng khá là nhanh, cho nên mình nghĩ là cái việc thời gian nó có bị sụt giảm một chút xíu thì nó cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người quá nhiều đâu nha. Bên cạnh những tính năng chính thì cả hai chiếc đồng hồ này cũng sẽ được trang bị khả năng kháng nước 5 atmosphere, cho nên chúng ta có thể thoải mái đi mưa, tắm nè, hoặc là rửa tay mà cũng không phải lo nha. Nhưng mà khuyến cáo là mọi người đừng nên nhúng nước hai cái đồng hồ này hoặc là đem nó xuống biển nha mọi người. Tại vì những cái trường hợp đó thì nó cũng sẽ không bảo vệ được cái đồng hồ của mình đâu nha. Và nếu như mọi người sử dụng mà có dính nước thì mình cũng có thể bật tính năng làm ráo nước để nó có thể đẩy những cái phần nước tồn đọng trong các khe loa, khe mít giúp bảo vệ đồng hồ của mình sử dụng lâu hơn. Bên cạnh tính năng đó thì cũng còn những cái tính năng khác như là có thể điều khiển được camera chụp hình từ xa thông qua đồng hồ nè, cũng có báo thức, thời tiết và đặc biệt là có cả trợ lý ảo Alexa ngay trên đồng hồ luôn. Nhưng mà tính năng này thì Linh nghĩ là chỉ có thể dùng được trên Redmi, điện thoại Redmi hoặc là điện thoại Xiaomi thì mới có thể sử dụng được thôi nha. Tóm lại thì phiên bản Lite Linh thấy nó sẽ khá là hợp cho những bạn nào mà thích gu hiện đại nè, sang trọng, một cái màn hình thiết kế rất là đẹp mắt và có thể dùng để đi làm, đi tập, đi chơi đều được. Còn phiên bản Active sẽ hợp với người dùng nào mà thích sự tối giản, tập trung vào cái việc mà tập luyện, đo cái chỉ số một cách chính xác và một cái thiết kế năng động nam tính hơn nha. Cả hai chiếc đồng hồ hiện tại đều đang có những chương trình ưu đãi khá là hấp dẫn trên website của Thế Di Động. Mọi người có thể click vào đường link bên dưới phần mô tả để tìm hiểu kỹ hơn về những cái chương trình ưu đãi này nha. Không biết sau khi đã xem xong video này thì cả nhà đã tìm ra được chiếc đồng hồ phù hợp với cá tính của mình chưa? Comment bên dưới cho Linh biết với nha. Đừng quên thả like cũng như là subscribe kênh để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nha. Còn bây giờ thì bye.